Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Đài Truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tiếp tục hoạt động yếu dần, gió mùa Tây Nam có cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây. Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét và gió giật mạnh, cần chú ý đề phòng. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước có mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, có mưa rào, rải rác có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công. Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Khu vực trồng cây ăn trái, mưa dông gia tăng về chiều tối, do vậy bà con cần tỉa bỏ những cành tăm, cành khô, cành bị sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng nuôi cành chính, đồng thời giảm diện tích hứng gió, tạo cho cây vững vàng hơn khi gặp gió mạnh trong dông. Bên cạnh đó, bà con cũng cần thăm vườn thường xuyên để phát hiện sâu bệnh kịp thời và có biện pháp phòng trị thích hợp. Khu vực nuôi trồng thủy sản, thời tiết sáng, nắng, chiều, mưa thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài thủy sản. Tuy nhiên, bà con cũng cần chủ động các thiết bị quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tần khi xảy ra mưa lớn cục bộ. Bên cạnh đó, chú ý bảo quản thức ăn, tránh bị ẩm mốc. Đối với các hộ nuôi nghêu trên 7 triệu, cần thường xuyên kiểm tra điều kiện sân bãi, theo dõi kiểm tra sức khỏe sinh trưởng của nghêu nuôi, sang thưa nghêu khi mật độ dày, khai thông dùng nước động ở các bãi nghêu, tránh hiện tượng nước động cục bộ và giảm ảnh hưởng của sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Tuân thủ lịch thả giống theo khuyến cáo của Chi cục Thủy sản từ giữa tháng 10 của năm trước đến tháng 1 năm sau và từ sau tháng 4 đến tháng 8 hàng năm tùy thuộc vào vị trí sân và kích cỡ của giống thả nuôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.